Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, trong bối cảnh phương Tây không mặn mà lắm với kế hoạch hòa bình mà Tổng thống Zelensky đưa ra, cùng với việc khó đoán định kết quả bầu cử Mỹ, cánh cửa cơ hội đối với Ukraine đang thu hẹp dần. Tổng thống Ukraine Zelensky đã hối thúc các nhà lãnh đạo phương Tây ủng hộ kế hoạch chiến thắng mà ông đưa ra, với tuyên bố sẽ giúp chấm dứt xung đột với Nga vào năm 2025. Nhưng đổi lại, ông Zelensky chỉ nhận được sự ủng hộ đơn thuần về mặt ngoại giao. Không quốc gia phương Tây nào đồng ý cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do họ cung cấp bắn vào các mục tiêu quân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga. Cũng không có cường quốc nào công khai tán thành việc mời Ukraine gia nhập NATO khi xung đột đang diễn ra. Với kết quả này, chuyến vận động hành lang của ông Zelensky tại Mỹ và châu Âu trong 6 tuần qua được xem như là thất bại. Nhưng giới quan sát cho rằng đối tượng thực sự mà kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky hướng đến là người dân trong nước. Tổng thống Zelensky dường như đã sử dụng lập trường cứng rắn, trong đó có cả bài phát biểu gần đây trước Quốc hội để chứng minh cho người dân Ukraine thấy rằng ông làm mọi thứ trong khả năng của mình, đồng thời chuẩn bị kịch bản cho Ukraine phải ngồi vào bàn đàm phán. Trong bối cảnh sự ủng hộ của phương Tây ngày càng giảm sút cùng với những tổn thất của Ukraine dọc theo mặt trận phía Đông và ở tỉnh Kursk của Nga, cuộc bầu cử sắp diễn ra ở Mỹ với kết quả khó định đoán, Tổng thống Zelensky có rất ít lựa chọn. Ông Michael John William, chuyên gia quan hệ quốc tế tại Đại học Syracuse nhận định, Tổng thống Zelensky phải thúc đẩy kế hoạch, đưa ra một đường hướng cụ thể và nói rằng đây là những gì Ukraine phải làm. Ông ấy cần phải chứng tỏ rằng đang nỗ lực rất nhiều dù gần như cạn kiệt mọi lựa chọn. Tổng thống Zelensky đang làm mọi cách để khiến Mỹ và các đồng minh khác cam kết sẽ đáp ứng những gì Ukraine cần, giúp ông có thể đàm phán với Nga ở một vị thế mạnh mẽ hơn. Phát biểu với báo chí vào tuần trước, ông Zelensky nói Ukraine sẽ không có kế hoạch B nếu phương Tây không ủng hộ kế hoạch của ông. Tôi khẳng định họ cần làm chính xác theo cách này, nhưng tôi cho rằng kế hoạch đưa ra sẽ hiệu quả. Nhà lãnh đạo Ukraine tái khẳng định sẽ không nhượng lãnh thổ để đổi lấy thỏa thuận với Nga. Song ông cũng nói về các biện pháp ngoại giao để giải quyết những vấn đề như bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng và thiết lập hành lang vận chuyển an toàn cho Ukraine trên Biển Đen. Tuy vậy, các quan chức Mỹ đã bày tỏ sự thất vọng với kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky. Cho đây là điều phi thực tế và phụ thuộc gần như hoàn toàn vào viện trợ của phương Tây. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, ông Zelensky đã đề xuất một gói răn đe phi hạt nhân, trong đó Ukraine sẽ nhận được tên lửa Tomahawk từ Mỹ. Đây là một yêu cầu hoàn toàn không khả thi. Tên lửa Tomahawk có tầm bắn hơn 2.400 km, gấp khoảng 7 lần tầm bắn của tên lửa tầm xa Atacms mà Ukraine nhận được từ Mỹ trước đó. Theo các nguồn tin, Ukraine không thể thuyết phục các nhà ngoại giao phương Tây về lý do tại sao họ cần Tomahawk. Giới chức Mỹ cho biết, Ukraine cũng sẽ không đưa ra được lý lẽ thuyết phục Washington về cách họ sẽ sử dụng vũ khí tầm xa. Danh sách mục tiêu bên trong nước Nga đòi hỏi số lượng tên lửa vượt xa những gì mà Mỹ hoặc bất kỳ đồng minh nào khác có thể cung cấp. Chưa kể, điều này có thể gây ra những nguy hiểm cho lợi ích của Washington ở Trung Đông và châu Á. New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, ông Zelensky đã thất vọng khi Tổng thống Joe Biden không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga khi hai bên gặp nhau tại Washington vào tháng 9 năm 2024. Trước đây, ông Biden đã nhiều lần thay đổi lập trường sau khi từ chối yêu cầu của Ukraine về chuyển giao các loại vũ khí như xe tăng Abrams, máy bay chiến đấu F-16 và tên lửa Atacms. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Moscow không thể đàm phán hòa bình với Kiev trừ khi Ukraine từ bỏ nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và rút quân khỏi lãnh thổ Nga. Theo đài RT, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 30 tháng 10 đã bình luận về suy đoán của tạp chí Anh Financial Times về các cuộc hòa đàm bí mật giữa Nga và Ukraine, đồng thời khẳng định đó là tin giả. Trước đó, Financial Times trích dẫn các nguồn tin ẩn danh, nói Moscow và Kiev đang thảo luận sơ bộ nhằm nối lại thương lượng hòa bình. Theo tạp chí Anh, Ukraine quan tâm đến việc khởi động lại các cuộc đối thoại do Qatar làm trung gian, vốn từng tiến gần đến một thỏa thuận vào tháng 8 trước khi Nga bị chật bánh do các lực lượng Kiev phát động chiến dịch đột kích vùng biên giới Kursk của Nga.
Các điều kiện cơ bản cho hòa đàm là sáng kiến hòa bình của Tổng thống Putin, ông Peskov nói. Đề cập đến các điều khoản do lãnh đạo Điện Kremlin vạch ra hồi đầu năm nay, bao gồm cả việc quân đội Ukraine phải rút hết khỏi lãnh thổ Nga, kể cả 4 vùng mới sáp nhập sau trưng cầu dân Ý vào tháng 9 năm 2022 là Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia. Phát ngôn viên Điện Kremlin cũng phủ nhận thông tin cho rằng các cơ quan tình báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau. Sự xuống thang đáng kể nhất của cuộc xung đột cho đến nay. Ông Peskov nhấn mạnh, ngày nay có rất nhiều câu chuyện hư cấu không liên quan gì đến thực tế và ngay cả những ấn phẩm đáng kể nhất cũng không ngại tung ra những thông tin sai lệch này. Một nhóm nhỏ binh sĩ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được cho là đã có mặt tại Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói lực lượng Kiev có quyền tấn công trong trường hợp đó. CNN ngày 29 tháng 10 dẫn lời hai quan chức tình báo phương Tây tiết lộ số ít binh sĩ Triều Tiên đã vào lãnh thổ Ukraine và dự kiến sẽ còn tăng thêm khi quân của Bình Nhưỡng hoàn tất huấn luyện tại miền đông Nga để ra tiền tuyến. Trước đó, NATO và Lầu Năm Góc xác nhận khoảng 10.000 binh sĩ Triều Tiên đang huấn luyện tại miền đông Nga và một số đang trên đường đến tỉnh Kursk của Nga, nơi lực lượng Ukraine hiện diện từ đầu tháng 8. Việc binh sĩ Triều Tiên có mặt tại Ukraine là một bước đi xa hơn so với thông tin nói trên. Có vẻ nhiều người trong số binh sĩ Triều Tiên đã bắt đầu hành động, một quan chức nói. Một quan chức Mỹ thừa nhận nước này chưa thể xác minh thông tin quân Triều Tiên đã vào Ukraine. Triều Tiên và Nga chưa lập tức bình luận. Trước đó, về thông tin binh sĩ Triều Tiên có mặt tại Nga, Tổng thống Vladimir Putin nói hai nước có thỏa thuận hợp tác phòng thủ chung và việc thực thi như thế nào là quyền của hai bên. Trong cuộc họp báo hôm 28 tháng 10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã trả lời câu hỏi về khả năng phương Tây triển khai quân sang Ukraine để đáp trả sự hỗ trợ của Triều Tiên dành cho Nga. Quân nhân phương Tây đã hoạt động từ lâu tại Ukraine. Đó là một phần của cuộc chiến tranh mà NATO và Liên minh châu Âu đang dựng lên để chống nước chúng tôi và chúng tôi biết rõ việc đó. Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 29 tháng 10 về thông tin binh sĩ Triều Tiên đang có mặt tại tỉnh Kursk của Nga, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Ukraine được bắn trả nếu họ vượt qua biên giới, theo Reuters. Ông Biden cho biết thông tin quân Triều Tiên vượt biên giới. Tôi lo ngại về việc đó. Khi được hỏi Ukraine có nên tấn công đáp trả, nhà lãnh đạo trả lời nếu binh sĩ Triều Tiên tiến vào Ukraine thì có. Các quan chức ngoại giao và quân sự của Mỹ và Hàn Quốc đang gặp nhau tại Washington trong tuần này để thảo luận về việc triển khai cũng như việc Triều Tiên mở rộng quan hệ với Nga. Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andrei Yermak ngày 29 tháng 10 cũng gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tại thủ đô Washington bàn bạc về những binh sĩ Triều Tiên được Nga chuẩn bị cho xung đột. Các quan chức Hàn Quốc đầu tuần này cũng đã đến Mỹ để cung cấp thông tin liên quan cho NATO. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu, trong khi chúng tôi duy trì nguyên tắc không trực tiếp cung cấp vũ khí sát thương, chúng tôi cũng có thể đánh giá lại lập trường của mình một cách linh hoạt hơn, tùy vào mức độ của các hoạt động quân sự của Triều Tiên. Hôm 28 tháng 10, Ngoại trưởng Triều Tiên Choi Soon-hee đã lên đường sang Moscow cho một chuyến thăm chính thức và gặp Đại sứ Nga tại Triều Tiên, Alexander Matsigora. TASS đưa tin chuyến đi của bà Choi diễn ra trong khuôn khổ đối thoại chiến lược giữa hai nước. Điện Kremlin thông báo Tổng thống Putin không có kế hoạch gặp bà Choi. Mỹ sẽ dỡ bỏ hạn chế với Ukraine về việc sử dụng vũ khí viện trợ nếu Triều Tiên thực sự triển khai lực lượng quân sự đến hỗ trợ Nga. Ngày 28 tháng 10, Lầu Năm Góc ước tính Triều Tiên đã đưa khoảng 10.000 quân nhân đến Nga để huấn luyện. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh nói rằng một phần trong số những người lính này đã tiến đến gần Ukraine hơn. Chúng tôi ngày càng lo ngại Nga có ý định sử dụng những binh sĩ này trong tác chiến hoặc hỗ trợ các hoạt động chiến đấu chống lại Ukraine tại vùng Kursk gần với biên giới Ukraine. Cùng ngày, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte cho biết các đơn vị quân sự Triều Tiên đã được triển khai đến vùng Kursk của Nga. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine tuần trước cho biết các đơn vị quân sự đầu tiên của Triều Tiên đã được triển khai đến Kursk. Kiev kêu gọi các đồng minh hành động mạnh mẽ hơn để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha kêu gọi, điểm mấu chốt, hãy lắng nghe Ukraine. Giải pháp, dỡ bỏ các hạn chế đối với các cuộc tấn công tầm xa của chúng tôi chống lại Nga ngay bây giờ. Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cho biết, chỉ các biện pháp trừng phạt sẽ không đủ để đáp trả. Ông nói thêm rằng,
Kiev cần vũ khí và một kế hoạch rõ ràng để ngăn chặn kịch bản Triều Tiên hỗ trợ quân sự Nga. Tuy vậy, Lầu Năm Góc chưa xác nhận thông tin Triều Tiên triển khai quân đến Kursk hay các khu vực chiến tuyến ở Ukraine. Người phát ngôn Lầu Năm Góc chỉ rõ, có khả năng là họ đang di chuyển theo hướng Kursk. Cả Nga và Triều Tiên đều bác bỏ thông tin triển khai lực lượng quân sự trên, song cũng nhấn mạnh nếu kịch bản như vậy xảy ra cũng không vi phạm luật pháp quốc tế. Kể từ khi hai nhà lãnh đạo Nga-Triều Tiên gặp nhau ở vùng Viễn Đông năm ngoái, hai bên đã nâng cấp quan hệ quân sự và ký hiệp ước quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, bao gồm một hiệp ước phòng thủ chung. Về việc Mỹ và các đồng minh có thể dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế, cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ tấn công sâu vào đất Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước cảnh báo Moscow sẽ có nhiều biện pháp đối phó. Chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng Nga đang xem xét các ứng phó với các cuộc tấn công tầm xa có thể xảy ra vào lãnh thổ Nga. Họ sẽ đưa ra một loạt phản ứng. Tổng thống Putin cho biết hiện vẫn còn sớm để tiết lộ chính xác cách thức, thời gian và địa điểm Nga sẽ đáp trả, nhưng Moscow sẽ đáp trả tương xứng nếu các cuộc tấn công tầm xa được tiến hành vào lãnh thổ Nga. Theo ông, chỉ quân nhân từ các nước NATO mới có thể vận hành các thiết bị mà Ukraine muốn sử dụng vì Kiev không có đủ chuyên gia cần thiết. Trước đó, nhà lãnh đạo Nga cũng nêu rõ, sự tham gia trực tiếp của các nước phương Tây sẽ làm thay đổi bản chất của cuộc xung đột và Moscow sẽ buộc phải đưa ra quyết định dựa trên những mối đe dọa có thể tạo ra đối với Nga.